Rồi, tiếp hiệp 2 nhé cả nhà. Hiệp 2 em sẽ lên cho anh em một lô mờ số 5. Giá lao động ạ, giá dây kéo ạ. Mà đặc biệt em bữa nay em bán rẻ hơn một tí thì em không báo lỗi kỳ nha. Anh nào nhắm ủng hộ được thì em cảm ơn, chứ em không báo kỳ được đâu. Tại vì báo kỳ mà bán cái số lượng chỉ một vài con thôi, chứ còn mà bán như vậy thì em sẽ báo nhanh. Em chỉ báo những cái lỗi là cơ bản là nó nặng thôi. Rồi em lên một con áo phi lốt này, áo phi lốt này, thân đồng đen này. Con này là tem xưa nha, tem xưa US size S, size nhỏ US Army này. Đó, anh em nhìn cái tem giống G8 không? Con này em tưởng là nó G8 luôn nhé. To nha, trong lót nó bị dơ một tí này. Đấy, này nó cùng áo thì nó cùng có mấy cái dấu tháo tem, anh em về giặt lại là nó bình thường nha. Có mấy cái dấu tháo tem thôi. Ông này ông tháo tem ra rồi nhưng mà mình giặt lại nó không có đường chỉ đâu nha. Chỉ có giặt vào là nó ok nha. Nhìn vậy anh em không thấy đâu, cầm cái áo mới thấy được ạ. Con này nó bị dơ đây một tí nữa này. Size S. Size S thì con này em nói trước nha, size S thì con này 55kg đến 67kg thôi. Size S con này là 55 đến 67kg thôi. Nó M65 pilot là nó chỉ mặc tới đây thôi. Anh em kiếm dài hơn cũng không có đâu. Nó là 55 đến 70 67kg là bon chen lắm đó. Em mặc là như vậy rồi. Đồ mới con này thì còn 97% trực thăng tàu hàm ạ. Mấy cái này thì nó hơi bị búng nha, anh em về may lại giùm em này. Thân đồng đen con này 55 đến 67kg. Đồ mới còn 97%. Ai chốt cho em con này 1.700.000 mã 45 ạ. 1.700.000 mã 45. 1.700.000 mã 45. Rồi em lên một con áo này, bán gọi là bán áo thì đang còn đẹp nhưng mà bị dơ này. Không lủng rách gì cả. Đó, nó bị dơ. Anh em về giặt nha, dưới đất này. Trong lót thì nó bị như vậy, vàng vàng vậy. Đó. Anh em về lưu ý giùm em nha. Con này thì đặc biệt là của dân dùng ạ. Của dân dùng mì ạ. Dân dùng mì ạ. Áo M65 dân dùng mì ạ. Nhưng mà con này nó bị dơ nha. Anh em lưu ý em này, bị dơ này. Nó bị dơ. Bị dơ ạ. Không lủng rách gì cả, mù con. Con này em đo vai ạ. Size lát thì vai 54. Dài 79-80 ạ. Dành cho anh em 80 đến 90 kg. Áo thì màu xanh led. Nhưng mà nó bị dơ thôi. Đấy. Không lủng rách gì cả. Rồi. Không lủng rách nha, nó bị dơ nha. Anh em về giặt này. Con này màu xanh, chất vải pha saten 50-50. Đó, của dân dùng là nó vậy. Cái này gọi là sách tay, giống như hàng sách tay ấy. Rồi, ai chốt cho em con này 1.000.000 mã 44 ạ. 1.000.000 mã 44 ạ. 1.000.000 mã 44 ạ. 1.000.000 mã 44 ạ. Em lên một con áo M65 này. Đó. Một con áo M65, con này bị xước đây một tí thì anh em về may cái tem lên. Đó. Con này là thân đồng cổ nhợ. Đời 86. Thân đồng cổ nhợ. Con này không dơ không lỗi lầm gì cả. Không dơ không lỗi lầm gì cả, nhưng mà màu nó có mấy chỗ không được đều. Đấy. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy nha. Nhìn kỹ mới thấy ạ. Đó. Em mặc vô cho anh em thấy ạ. Em quên đọc sai rồi. Em sorry ạ. Con này cùng size lát reo lơ. Size lát reo lơ ạ.
80 đến 90 kg, cao 1m65 đến 1m73. Dài thì 80. Đối với con này thì còn 96%. Không dơ, không lủng rách gì cả. Đó. Con này anh em nào to có đây ạ, à, có Thủy Quân đây ạ, à, đó. Rồi, ai chốt cho em con này 1.500.000 mã 43. 1.500.000 mã 43. 1.500.000 mã 43. 1.500.000 mã 43. Ai chốt thì chốt giùm em nhé. 1.400.000 mã 43. Em lên một con áo M51 này. M51 có cố này, không bị dơ. Đấy. Dây dừa mất luôn ạ. À. Con này là bị dơ thôi. Bị dơ. Dây kéo này. M51 dây kéo. Đây có cái dấu thao tem thôi. Anh em về kiếm một cái tem. Con này bị sờn trong tay một tí thôi ạ. À. Về gấp lên lai một tí. Đằng sau còn đẹp. Rồi, ống tay bên này cũng bị về bung một tí trước thôi. Còn ngoài ra ok nha. Không lủng rách gì cả. Bị dơ nhẹ. Đồ mới con này thì còn 96-97%. Vai 52 size medium. Vai 52 dài 80 size medium regular 70 đến 70 đến 80 kg. Đó. Cao 1m65 đến 1m73 nha. M51 đang còn đẹp đều màu ạ. Bị bung hai ống tay thôi, em bán giá cho anh em nữa. Ai chốt cho em con này 800.000 mã 42, em báo trước nha, cái giá này thì nó sẽ bị dơ giống như chẳng hạn đây về giặt ra. Còn em bao là em bảo là lỗi nặng thôi. Em đã bán giá rẻ rồi ạ. 800.000 mã 42 ạ. 800.000 mã 42. 800.000 mã 42 ạ. Con này thì em bán thật sự mới dây kéo này. Đó, bán dây kéo này. Áo không được đẹp nữa. Áo không được đẹp nữa, nó bị dính vậy ạ. Đó, nó bị dính vậy, cái này vậy. Để em đo vai nó bị dính vậy ạ. Rồi. Ống tay thì nó bị dính với vậy, bị rách nhẹ đây này. Đó. Em bán giá dây kéo nha. Em đo vai ạ. Con này chắc cũng to rồi. Anh nào mua về chạy xe rồi. Áo thì đang còn ok. Con này là vai 58 size XL ạ. Dài 81. Con này là dành cho anh em 80 à 90 đến 100 kg, 105 kg ạ. Đó, to. Nhưng mà cái đầu kéo nó bị mất cái tay cầm, anh em xóa cái tay cầm vào này về xử lý giùm em không có đâu này. Rồi, còn bộ dây kéo thì đang còn ok. Đó, em bán bộ dây kéo, anh nào chốt chấp nhận được thì chốt giùm em nhé. Đó, cái lỗi như em đã báo đâu vậy thôi. Ai chốt thì chốt cho em 700.000 mã 41 ạ, 700.000 mã 41. Có anh em thấy một con áo vậy 700.000 mã 41, áo thì vẫn đang mặc ok. 700.000 mã 41 ạ. Em lên một con jacket này. Một con áo jacket màu xanh đẹp. Rồi bên này đẹp ạ. Đằng sau cũng đẹp ạ, áo jacket nha. Rồi đẹp luôn, không dơ không lỗi lầm gì cả. Đó, bị dấu tháo tem. Bị dấu tháo tem ạ. À. Bị dấu tháo tem. Áo jacket ạ. À. Chuẩn hàng cấp phát cho quân đội Mỹ ạ. À. Con này 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Áo jacket ạ. À. Bị mất cái tem này đó nha, bốn túi ạ, à. Cố nó như vậy, áo jacket ạ. À. Rồi, ai con này mới thì còn 97%, không dơ không lỗi lầm nữa. Ai chốt cho em con này 1 triệu mã 40 ạ. À. 1 triệu mã 40 ạ. À. Em lên tiếp một con M65 này này. Con M65 này. Đó, con này thì em bán dây kéo này, ống tay nó bị rách vậy này.
Đó, anh nào chấp nhận được thì mua giùm em này. Đó, nó bị lỗi đây này này, bị dơ này, bị bên này bị dơ vậy này, cũ vậy này. Con này thì em đọc coi, Simmerum Reller đời 72 ạ. À, bị mất cái tay cầm luôn này. Đó, dây kéo thì đang còn ok nhưng mà bị mất cái dây cầm rồi. Em sẽ bán cho anh em với cái giá lao động, à giá lấy kéo ạ. Đó, ông tay bên này thì cũng bị vậy. Đó. Đấy, đằng sau thì đang còn ok. Cái này thì anh em mua về mặc đi rừng thì đừng tha hồ, hoặc là chạy xe. Cũng mùa đông mình mặc chạy xe. Con này thì vai 52, dài 78, 79 ạ. Em bán cái kéo nhà lỗi thì như em đã báo ạ. Áo thì đang còn xài được. Nếu anh em về gấp ống tay lên hoặc là cắt đi, đó, may lửng lên thì nó cũng là ok. Nhưng mà em bán cặp dây kéo nha. Đồ mới áo này thì còn 94%. Ai chốt cho em con này 700.000 mã 39 ạ. 700.000 mã 39. 700.000 mã 39 ạ. 700.000 mã 39. 700.000 mã 39 ạ. Em bán cặp dây kéo tiếp này. Con này thì không lách lủng gì cả, nhưng mà xuống màu. Con này xuống màu size small short. Size small short đời 84. Nó xuống màu rồi, xuống màu rồi. Size small short thì vai 49, dài 75. Em cũng bán với cái giá dây kéo này. Áo thì không lủng lách gì cả. Đồ mới con này thì còn 93%. Đấy, 50 đến 60 ký. À, 60 đến 70 ký. Em sorry, em đọc bị nhầm. Xuống màu áo thì đang còn đẹp, áo thì đang còn lành, nhưng mà xuống màu em cũng bán giá lên dây kéo này. Ai chốt con này thì chốt giùm em 700.000 mã 38 ạ. À. Em báo sơ sơ vậy thôi nha, anh em chấp nhận được thì chốt giùm em ạ. À. Tại em bán cái giá là giá dây kéo giá bèo nhèo rồi. Đấy. 700.000 mã 38. Chứ vô mùa đông anh em nên nhớ là vô mùa đông tháng 12, tháng 11 trở đi, đến tháng 1, tháng 2 nó lạnh. Con này em bán trên 1 triệu anh em vẫn cứ chốt bình thường, tại vì khi đó lạnh cần, mà cái áo này thì đó ấm. 700.000 mã 38 ạ. Lên tiếp một con áo mới số 5 này. Con này thì đang còn ok. Bị dơ. Lỗi nhẹ nha. Bị dơ để lỗi nhẹ. Bị dơ ạ. Đó. Bị bung giới này. Anh em về đạp lại cho em mất dây giới này. Đó. Ông tay này. Đó. Đang còn. Áo này thì đang còn đẹp. Cố bị dơ một tí thôi. Đó. Đằng sau này nó xước một tí vậy này. Anh em xử lý được cái. Tốt này. Em đo vai ạ. À. Con này là đời 72. Hải hai tem ạ. À. Vai 52 size medium này. Vai 52. Dài 80 size medium reller 70 đến 80 kg ạ. À. 70 đến 80 kg ạ. À. Có những cái lỗi nó giống như siêu siêu em không báo nha. Đấy, anh em lưu ý giùm em 70 đến 80 kg. Cao 1m65 đến 1m73. Áo thì còn 95%. Lỗi thì như em đã báo, nhưng mà ngoài ra nó còn ok. Đấy, con này thì mình mặc uống thịt chát với hút thuốc lào với đánh cờ tướng thì thoải mái. Rồi, em cũng bán giá gọi là bèo nhèo. Ai chốt con này chốt giùm em 800.000 mã 37 ạ. 800.000 mã 37 ạ. 800.000 mã 37. 800.000 mã 37 ạ. Tiếp một con nữa này. Đó, con này chỉ bị dơ thôi. Đó, bị dơ thôi. Bị dơ nhẹ với cái túi nó bị xước xước vậy thôi. Đó, con này thì về anh em gấp lại thì nó may chít vô giới này cũng được đó. Không sao. Rồi, bị dơ nhẹ với bị cho túi đó thôi, còn ngoài ra không lỗi gì là size lát reo lơ. Size lát reo lơ ạ.
slat roller thì vai 54 dài 80 đến 90 kg. Bị dơ thôi, còn không lủng rách gì to cả. Áo thì đang mặc ok, nhưng bị cái nắp túi bị cái dưới đít túi này thì nó xước xước vậy. Anh em về đặt trần vô đây này, trần vô luôn. Đồ mới con này thì còn 95%, nó đang còn rất ok ạ. Vỡ ơi, nghe điện thoại có bú tạ điện không vỡ ơi? Đấy, đẹp. Ai chốt cho em con này 900.000 mã 36 ạ. 900.000 mã 36. Còn đẹp, còn ok. Em lên tiếp một con nữa này. Con này thì dơ. Bị dơ đây. Dơ đây ạ. Đó, bị dơ. Đó, bị dơ thôi. Đó, bị dơ nha, anh em lưu ý giùm em, bị dơ này. Anh em thấy không? Dơ dơ. Dơ mất chi dơ ạ. Đó, bị dơ ạ. Đó, ống tay này nó cũng bị dơ này. Đấy. Cổ cũng bị dơ này. Đó. Nhưng con này bị hư dây kéo rồi. Bị hư dây kéo chính rồi. Đó, bị hư cái dây kéo chính mất đầu nha. Em đo vai này. Vai 49 thì con này Sumon này. Dài 75. Sumon sọt. Con này 50, 60 đến 70 kg. Đó, cao dưới 1m7 này. Cao dưới 1m7. Không lủng rách gì cả, bị dơ. Đó, áo thì còn 94%. Mất dây. À, dây dưới còn. Đấy. Mất hư dây kéo. Rồi em bán giá cho anh em luôn này. Ai chốt con này chốt giùm em 500.000 mã 35, 500.000 mã 35. 500.000 mã 35 vẫn còn ok. 300.000 mã 35. Em lên một con áo M43 này. Áo M43. Áo M43 con này con này nó bị lúng một cái chỗ này. Thì anh em về mảng lại ngay chỗ cái sợi dây luôn. Áo M43 cũ đang còn đẹp ạ. Trong lót nó không bị lúng đây. Đấy, bị mất hai cúc này. Thì anh em về lấy cái cúc ở trên trên áo này xuống may cầu vai nha. Đó. Em đo vai. Hào. Vai 49, con này cũng Sumon này, vai 49. Dài 76. Vai 49 dài 76, lỗi như em đã bảo nha. Đó, M43 51943. Ống tay bị sơn nhẹ này, đó. Em cũng bán cái giá với anh em cho siêu tầm với mặc qua mùa đông này. Rồi, ai chốt cho em con này? À, em quên em báo đồ mới con này. Đồ mới con này thì còn 95%. Đó, bị mấy cái lỗi vậy thôi. Còn luôn là áo còn đẹp, còn ok. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 500.000 mã 34 ạ. 500.000 mã 34. 60 đến 70 kg nha. Cao dưới 1m7 ạ. 500.000 mã 34. 500.000 mã 34. Tiếp một con M43 này này. M43. M43. Con này cái cổ nó bị sần sần rồi. Con này cái cổ bị sần sần này. Ống tay cũng bị tưa rồi ạ. Ống tay cũng bị tưa rồi đó. Áo M43. 51943 nha. Con này cũng bị mất một cái cúc bên này. Rồi về lấy cúc này may lên nha. Rồi em đo vai ạ. Cũng là Sumon luôn ạ. Vai 49-50. Dài 75. Vai 49-50 dài 75. 60 đến 70 kg. Cao dưới 1m7 ạ. Cao dưới 1m7 ạ. Con này thì đang còn đều màu. Nếu không bị cái cố với cặp tay thì con này hơi bị đẹp đó. Đồ mới con này thì còn 95%. 95% ạ.
em bán cái giá lại cho anh em luôn. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em 500.000 mã 33, cũng là 500.000 mã 33 nha. 500.000 mã 33. 500.000 mã 33. 500.000 mã 33. Em lên một con áo jacket tiếp này. Một con áo jacket này. Con này đời 62. Áo jacket ạ. Ống tay bị tưa này. Đấy. Ống tay bị tưa, anh em về lên một line này. Rồi. Đây bị rách một tí này. Đó, bị rách một tí nha. Rồi đằng sau ok. Rồi, còn ngoài ra không lỗi gì nữa cả. Áo jacket ạ. À. 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Đồ mới con này thì còn 95%. Ai chốt cho em con này thì 600.000 mã 32 ạ. À. 600.000 mã 32. 600.000 mã 32. 600.000 mã 32 ạ. À. Em lên tiếp một con của hãng Alpha này. Chuyến hàng cấp phát cho quân đội Mỹ nha. Simon Rumreller. Ừ. Hãng Alpha màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc ạ. À. Con này bị hư dây kéo luôn. Rồi áo nó bị đốm vậy này. Đó. Màu xanh ngọc của hàng Alpha. Ống tay này. Rồi, đằng sau đẹp này. Đó, ống tay bị dơ vậy này. Đấy. Rồi, bên này. Cùng bên này cùng bị dơ một tí này. Dây kéo cố còn ngon. Size medium reller thì vai 52, dài 79-80. 79-80 thì anh dành cho anh em 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. 1m65 đến 1m73. Hư dây kéo ạ, à, mất dây kéo chính ạ, à, anh em về gai cúc ạ. À. Anh em lưu ý giùm em nha. Áo em báo lỗi đó vậy ạ. À. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 400.000 mã 31 ạ, à. 400.000 mã 31, 400.000 mã 31 ạ. À. 400.000 mã 31 ạ. Rồi em lên một con áo này. Lô anh chuyển ngày nào cho em biết để em vào giờ cho nó dễ anh. 400.000 mã 31 ạ. 400.000 mã 31 đó, US Army. Con này em nói nha, nó có cầu vai này. Chất vải thì chất vải là giống như vải nó vải giống như mà kaki mà lại có con này thì đang còn mới nha, có mủ luôn ạ. À. Nó giống như có chất pha kháng lửa. Đó, mặc được hai mặt nha. Dây kéo thì dây kéo nhôm. Con này thì mặc được hai mặt này. Đó. Mặt trong vậy này. Đó, nó còn có US Army này. Đó, bên này này. Chắc là bản thử nghiệm hoặc là dành cho một binh chủng nào. Đó. Nó dành cho một binh chủng nào thôi. Nhưng mà em lại không biết. Thì dây kéo thì vẫn là dây kéo nhôm. Đó. Cúc thì này. Anh em lưu ý giùm em này. Cúc thì nó có sao vậy này. Đó. Ngôi sao. Con này thì em không dành cho lắm nha. Tại vì em không hiểu biết. Mũ thì con này là nó nằm một xẹt vậy thôi. Một trong vậy thôi. Đó, mũ vậy. Đó, anh em thích thì dán lại giùm em ạ. À. Đó. Còn cái mặt này này. Em đổi mặt nha. Đấy. Đấy. Con này thì 60 đến 70 kg thôi. Đó, nó chắc nó là dành cho một cái chức vụ nào thôi. Cái này là tem in. In đây, đó, nó in. Còn cái này nó cũng in lên.
US Arminoin lên. Rồi em bán con này. Con này thì mới nha, mới 98%, không lỗi lầm gì cả. Ai chốt cho em con này 900.000 mã 30 ạ. 900.000 mã 30. Anh em về tự ngâm cứu giùm em nha. Còn anh em không chốt nữa thì em bắt đầu mình ngâm cứu. 900.000 mã 30. Rồi em lên một con cuối cùng trong đêm hôm nay này. M51. Con này bị hư chứ kéo luôn này. Đó. Bị hư chứ kéo luôn này. Cổ bị dơ nhẹ này. Rồi M51. Ống tay cũng bị tưa tưa này. Bị dơ nhẹ này. Đó, rồi đây, đó. Rồi ngoài ra không lỗi lầm gì cả. M51 màu xanh ngọc. Màu xanh hơi pha chất ngọc nha. Con này em đo vai gọi vai 49 là X-Mon này. Dài 80 X-Mon Roller hả? Con này là Sumon Roller 80 đến 70 60 đến 70 kg ạ. Cao 1m6, mất hai cúc đây nha. Hư chứ kéo ạ. 60 đến 70 kg, cao 1m65 đến 1m73. Đồ mới con này thì còn 95%. Lỗi như em đã báo ạ, bị mất chứ kéo. Về anh em xài cúc bấm được nha. Đấy, nó xài bấm vậy thôi. Mặc chạy xe kiếm hai cái cúc. Đây ạ, có cúc dư của nó đây ạ. May lên ạ. Rồi em bán giá cũng là rẻ đây này. Không thể tin nổi này. Ai chốt cho em con này 400.000 mã 29 ạ. 400.000 mã 29 ạ. 400.000 mã 29. Rồi em xin chào cả nhà nha. Em sẽ lên hiệp 3 cho cả nhà. Hiệp 3 em sẽ lên quần mưa cho anh em cùng giá cực rẻ ạ. Rồi em chào cả nhà.